Về Việt Nam có nhiều cơ hội, bởi vì tất cả những cái bạn bè đồng trang lứa với anh hoặc trong giới nghề đều biết là những cái đất nước phát triển mới là những cái đất nước mà cần nhiều cái nguồn lực về kiến trúc sư, về xây dựng, thì đấy mới là cơ hội. Còn ở một cái lục địa già, một cái đất nước đã nhiều những công trình như vậy rồi, thì cái cơ hội hành nghề dành cho các kiến trúc sư là cạnh tranh hơn rất nhiều. Bản thân bạn bè của anh học cùng lớp đến từ Tây Ban Nha, ở Pháp, ở Ý, họ cũng đều tìm, có những bạn cũng sang bên châu Á của chúng ta để tìm cơ hội. Bạn anh học cùng lớp với anh bây giờ cũng đang làm việc tại Việt Nam. Trước đó là về cùng anh, sau đó là bạn ấy tách ra, bạn ấy làm việc, thì cái cơ hội được hành nghề, được thực nghiệm nghề kiến trúc ở những cái môi trường như chúng ta đây mới là một môi trường nhiều cơ hội. Đấy. Và chia sẻ thêm với em là khi ở cái phương Tây ấy, tức là gần như nó là một cái hệ thống, nó đã được set up một cách bài bản và tư duy mạch lạc rồi. Nếu chúng ta làm việc trong đó thì chúng ta chỉ là một cái mắt xích trong một cái bộ máy đã được vận hành, và chúng ta chỉ là một cái mắt xích tốt và phù hợp. Chứ cái cơ hội để chúng ta thiết lập lên một bộ máy thì là dường như là không có đó. Và với cái mong muốn như thế, được trải nghiệm nghề nghiệp nhiều như vậy, được truyền tải bằng những cái trải nghiệm của mình từ cái lối sống, cách sinh hoạt và phương thức học tập ở bên đấy, thì anh rất muốn và mong muốn và khát khao được về nước để được làm việc. Không sợ thất nghiệp, nhưng mà phải bị làm không được đúng nghiệp của mình. Bạn bè của anh nhiều người để được theo cái con đường hành nghề chuyên sâu về kiến trúc cơ hội là không nhiều đâu, và các bạn ấy thường là phải đi theo một cái nghề, một cái công việc mà nó có một phần liên quan đến kiến trúc thôi, chứ không phải là làm nghề. Vậy tại vì cái nghề kiến trúc của anh rất là rộng, nhưng để hành nghề mà để có được những cái văn phòng riêng mà thực hành theo cái lối suy nghĩ, để chúng ta có thể là đưa được các cái suy nghĩ của bản thân vào và trải nghiệm thì là không nhiều. Cơ hội cũng có những cái nhiều cơ hội nhưng khó khăn và thử thách rất nhiều. Nên là các bạn của anh, có những người thì làm cho bên chủ đầu tư về phát triển bất động sản, có những cái công việc khác như là viết báo về kiến trúc hay nghiên cứu hay chụp hình về kiến trúc, thì nó cũng rất là rộng trong cái mảng của bọn anh. Đấy, chứ như anh nói lại là sợ là không được làm đúng cái nghề mà mình được học ấy. Khi anh lập ra Farming là anh cũng chưa nghĩ đến cái câu chuyện về cộng sinh đâu, hay chưa cắt nghĩa nó một cách rõ ràng đâu. Đấy, thì càng làm thì anh càng thấy được ra rằng cái như các công trình của anh là mong muốn là kiến tạo nên được một cái hệ sinh thái mà trong đó nó có rất nhiều các cái mắt xích để nó cùng cộng vào nhau, để cùng mang lại những cái giá trị tốt cho công trình, cho cái người sử dụng. Thì anh mới thấy được rằng là các cái hệ thống để vận hành được thì buộc các cái thành tố đấy phải cộng sinh, phải nương vào nhau để cùng nhau tạo ra được một cái hệ sinh thái chung, mang lại cái giá trị sử dụng tốt nhất cho con người. Thì những cái như vậy thì anh thấy rằng được lý giải một cách rõ hơn để anh gọi tên nó ấy, thì anh nghĩ là cái từ cộng sinh hiện tại trong cái lúc này với cái trải nghiệm của anh thì anh đang lý giải nó ở một cái từ là như vậy. Trồng cây không phải là trồng rất nhiều cây hay mang rất nhiều thứ vào, mà công trình, kể cả khi cái bức tranh động đấy có những thời điểm theo mùa mà cây không lớn, hoặc có những thời điểm mà gia chủ cũng không muốn trồng nhiều nữa bởi vì họ sẽ có kế hoạch là đi đâu đó, thì cái công trình bản thân nó thì nó vẫn phải có cái vẻ đẹp tự thân của nó. Lúc này là ánh sáng, là bóng đổ, là vật liệu, đúng không ạ? Nó giống như cái sen lúc nó tươi ấy, thì nó vẫn có cái vẻ đẹp riêng, và khi nó héo thì nó vẫn có cái tận hiến của riêng nó. Và công trình của anh không phải là cái anh đang hướng tới không phải là cây chết thì là công trình chết, Anh không phải trồng làm cái công trình để cho cây, mà là cho cái người sử dụng ở trong đó. Và cây là một cái mắt xích để cộng sinh các cái yếu tố trong hệ sinh thái tổng hòa của anh thôi. Câu chuyện là vẫn phải làm rõ ngay từ đầu khi chủ đầu tư đến gặp kiến trúc sư. Và anh chỉ làm việc với đại diện một người trong gia đình, là một người đấy có nhiệm vụ tổng hợp lại các cái ý kiến của mọi người để truyền tải lại cho bên anh, đúng không ạ? Và với cái câu chuyện như vậy thì anh vẫn đang, cái cách thức của anh vẫn là nên và không nên, chứ không ép buộc, không phải và không phải, đúng không ạ? Vẫn là để cái sự lựa chọn đấy dành cho gia chủ, và cái không gian đấy là cái không gian mà gia chủ sẽ sống với nó, chứ không phải hàng xóm. Bởi vì như thế thì tại sao anh không nhờ anh hàng xóm vẽ đi mà phải tìm đến tụi em, đúng không? Mình vẫn cứ nhẹ nhàng đón nhận những câu chuyện đó và lý giải cho họ là cách thức vì sao chúng em làm thế này. Và khi nó phải rồi thì củ cải cũng nghe, nó đúng rồi những cái chuyện đó thì nếu như anh tìm được cái đúng hơn thì bọn em nghe mà. Còn nếu mà không có cái đúng hơn thì theo phương án này của bọn em là hợp lý, đúng không ạ? Thì những cái cách thức như thế thì bọn anh vẫn làm như vậy. Và thường là khách đã đến là đã có được một cái sự hiểu trong các cái cách thức làm của bọn anh rồi, cắt gọt mô hình dựng lên với những cái tỷ lệ như thế này là đã dẫn họ vào từng trong cái không gian đấy rồi, và họ ấy cũng đã hình dung ra được em ạ. Đó thì anh nghĩ là lắng nghe và truyền tải bằng những cái trải nghiệm của mình là được.